비추고 trong chúng ta có lẽ ai cũng đã từng một lần trải qua cảm giác thất tình. Dường như chỉ có những người yêu đối phương bằng cả tấm chân tình mới có thể thấu hiểu thế nào là cảm giác tan nát trái tim. Nếu bạn cho rằng đó chỉ là ngôn từ ước lệ hay được sử dụng trong văn chương thì bạn đã nhầm to rồi đấy. Cảm giác tim nhói đau khi thất tình là phản ứng có thật trong cơ thể con người. Một tình trạng chung của những người thất tình là họ chẳng còn thiết tha gì đến việc chăm sóc cho bản thân, không ăn không uống, mất ngủ, tâm trí rối bời và không muốn ra khỏi nhà. Cũng tùy từng hoàn cảnh, mức độ tình cảm sâu đậm hay tính cách của mỗi người. Thường biểu hiện bằng nhiều cảm xúc khác nhau, buồn bã, lo lắng, sợ hãi, tức giận và tất cả những điều trên đều do đau trong tim gây nên. Theo nghiên cứu mới đây nhất từ các nhà khoa học, thì khi thất tình, cơ thể bạn sẽ bị chìm ngập trong các loại hormone gây stress như cortisol và adrenaline. Các loại hormone này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tim đập nhanh hơn và làm cho nhịp tim trở nên bất thường. Điều đó cũng có nghĩa là khi tâm tư càng nặng nề thì não giải phóng ra càng nhiều các loại hormone này trong máu, dẫn đến việc tim phải làm việc quá sức gây cảm giác đau nhói thực sự. Như vậy, sự đau đớn và những cảm giác đi kèm như nỗi buồn, sự tuyệt vọng này hoàn toàn là do phản ứng có thật trong cơ thể chúng ta. Đối với những người đang ôm trái tim tan vỡ sau khi chia tay, cảm giác đó đáng sợ tương tự như một cơn đau tim. Thực tế, nhiều trường hợp đưa đến phòng cấp cứu sau khi chia tay người yêu đều được chẩn đoán là bị đau tim. Hội chứng trái tim tan vỡ đã từng được nhắc tới nhiều lần trong các nghiên cứu trước đó. Đây còn được gọi là bệnh căng thẳng cơ tim, là tình trạng yếu đi đột ngột ở các cơ tim do tình trạng căng thẳng nghiêm trọng gây ra. Nó đi kèm với các triệu chứng tương tự như một cơn đau tim, đó là khó thở, đau ngực và tụt huyết áp. Nhưng bạn có thể yên tâm, bởi một cơn đau tim thực sự sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho tim. Còn tác dụng của hội chứng tim tan vỡ chỉ là tạm thời mà thôi. Nó có thể chấm dứt trong khoảng một tuần nếu được chăm sóc y tế hợp lý. Khi sự tổn thương về thể chất hoặc tinh thần gây ra bệnh cơ tim, hầu hết mọi người chỉ cần một khoảng thời gian là có thể phục hồi. Giới y học cũng đã chỉ ra rằng các cơn đau tim bệnh lý là do tình trạng tắc nghẽn động mạch vành. Còn trong trường hợp thất tình, chúng ta có thể bị căng cơ tim mà không hề liên quan đến sự tắc nghẽn nào cả. Đó là sự khác biệt quan trọng giúp các bác sĩ phân biệt các loại đau tim. Tuy nhiên cũng có những trường hợp nghiêm trọng hơn và đã có nhiều bệnh nhân chết vì một cơn đau tim trong vòng 2 tuần đầu tiên sau khi thất tình bởi nồng độ adrenaline tăng cao. Sự căng thẳng có thể gây ra cơn đau tim đột ngột sẽ dẫn đến tử vong. Các nhà nghiên cứu cũng đã đưa ra kết luận rằng tỷ lệ phụ nữ chết đột ngột sau một thời gian ngắn đau khổ cao hơn nam giới, trong khi đàn ông chết vì đau tim kéo dài lại phổ biến hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!